Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vinga Vlog. Thưa quý vị các bạn, là hôm nay Vinga muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn một cái video nói về vấn đề là tại sao cái cây hoa hồng lại bị vàng lá hàng loạt. Thì thưa các bạn là trong cái thời gian vừa rồi thì như ngày hôm qua thôi, đơn giản như một ngày hôm qua rồi, ít nhất phải có 5 người gọi đến hỏi Vinga. Và đặc biệt là có người nói là cả một cái vườn bị vàng lá hàng loạt, rụng lá, vàng lá hàng loạt. Thì Vinga chỉ hỏi một vấn đề là gì? Là cái cây của anh, của chị thì là trong cái thời gian vừa rồi thì có bón phân gì không? Và cái thứ hai nữa là có cái giá thể có bị ướt quá không? Và đặc biệt là có những người trồng ở dưới đất nhưng mà cây vẫn bị vàng lá hàng loạt như vậy. Thì cái nguyên nhân nó là vì đâu và nó là bệnh gì, giải quyết nó như thế nào với cái cây hoa hồng, Vinh Gà sẽ chia sẻ trong cái video ngày hôm nay cho quý vị các bạn. Nếu quý vị các bạn mà xem video cảm thấy hay và ý nghĩa thì đừng tiếc Vinh Gà một nút like, và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho Vinh Gà, và cũng đừng quên nhấn nút chuông ở bên cạnh để nhận thêm những video mới từ Vinh Gà Vlog nha các bạn. Thưa các bạn, là lời đầu tiên trong video ngày hôm nay thì Vinh Gà xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em, cô chú, anh chị, rồi là các bạn theo dõi kênh YouTube của Vinh Gà. Và đặc biệt cảm ơn vì mọi người luôn luôn tin tưởng vào những điều Vinh Gà chia sẻ, và có rất nhiều người đã khoe được những cái thành quả mà mọi người làm theo Vinh Gà trong cái thời gian vừa rồi nó thành công. Bây giờ Vinh Gà sẽ cầm máy để cho các bạn xem cái vườn hoa hồng của Vinh Gà trong cái thời điểm hiện tại như thế nào các bạn nhé. Rồi sau đó thì Vinh Gà sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn cái vấn đề tại sao cái cây hoa hồng bị vàng lá hàng loạt như vậy, và cái cách khắc phục nó như thế nào hoặc chăm sóc nó như thế nào để cho cái cây hoa hồng của các bạn nó phát triển đẹp các bạn. Thì ở trong cái video, mấy video hôm trước ấy, thì Vinh Gà có chia sẻ với các bạn là vườn của Vinh Gà cắt tỉa, đúng không ạ, cắt tỉa, chăm sóc, bón phân và phun nước vôi, cũng như là nước vôi trong, cũng như là tưới vôi cho cái cây hoa hồng. Thì có rất nhiều các bạn thắc mắc là tưới vôi thì nó chết cây hoặc là nó bị vấn đề gì. Thì đây là cái vườn Vinh Gà đã tưới vôi và phun nước vôi các bạn nhé. Không có đây này. Đấy, đây là hoàn toàn một lượt lá mới. Trong cái video thì Vinh Gà có nói là thay lá, đúng không ạ? Thay lá, Vinh Gà thay cả một cái dàn lá này, cắt mầm thay lá cho cái cây. Thì hiện tại bây giờ nó là một cái dàn lá mới, lá non mới các bạn nhé. Đó là con mầm thì đây, các bạn nhìn nhá. Đây là mầm. Đấy. Mầm đấy các bạn nhé. Để các bạn thấy là Vinh Gà làm nó có đúng hay không. Và xong thì Vinh Gà sẽ nói và để cho các bạn tin tưởng các bạn làm đây. Đây là mầm. Sau cái cách chăm sóc bón phân của Vinh Gà xem là nó có đúng hay không, các bạn nhìn xem nó có đúng không. Và nó sẽ có một bộ lá mới cho cái vườn cây hoa hồng trước cái đã. Đây các bạn nhìn, những cây chọc trụi này bây giờ cũng đang lên mầm. Các bạn thấy không ạ? Đó. Mặc dù ở chỗ Vinh Gà trời vẫn nắng đây các bạn nhé. Đây các bạn nhìn, mặt trời đã ló lên ở chỗ này đây. Chứ không phải là trời đã mưa đâu. Đây các bạn nhìn nhé, đây là mầm. Đó, mầm này các bạn. Sau khi cắt tỉa thì mầm nó lên này. Đó, không phải là chỉ một vài cái mầm mà cả một cái vườn hoa hồng có mầm như vậy. Chứ nó không phải là, đây các bạn nhìn này. Đó, sau khi cắt tỉa thì cây chậm cây nhanh thì nó đã lên mầm như vậy. Đây. Và cả những cây ngoài này nữa, bạn nhìn xem. Để cho các bạn xem sát những cái mầm này. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó. Và ở những cái cây non này, những cây non nó ít cành hơn, ít nhánh hơn thì bắt đầu là đây, mầm đây các bạn nhé. Các bạn thấy là mầm như thế này là cả đều cả một cây. Đây là những cây non thì nó đã ra lá mới, các bạn nhìn này. Hôm trước mình Gà quay là đã có thấy lá nhăn nhăn, hôm nay hết lá nhăn rồi các bạn nhé. Đây là lá non. Lá non tơ thì nó còn màu này các bạn nhé, chứ không phải là nội cây nó ấy mà nó thế đâu. Đó. Để cho các bạn thấy là đây, cả một vườn lá non tơ các bạn nhé. Đây. Đấy.
và nó không có cái tình trạng nhăn lá nữa, hoàn toàn không có nữa các bạn nhé. Nhưng mầm mới lên sẽ không bị nhăn lá nữa. Đây, mầm đây. Đấy, các bạn nhìn những cái mầm này. Đó, và nó sẽ lên ở những cái mầm ở phía trong này nữa. Thì đó là cái tình trạng mà sau khi Vinh Gà chia sẻ với các bạn cái cách mà để chăm sóc, bón phân hay là cắt tỉa. Đây là những cái điều mà Vinh Gà đã làm được cho cái vườn hoa hồng của mình trong cái thời gian vừa rồi. Đây các bạn nhìn này, cái dàn này. Đó, mầm đó. Thì bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy một cái cây. Đây. Sáng nay thì hôm qua Vinh Gà đi về muộn thì sáng nay thì mới phun nước cho cây. Đây, phun nước rửa xong Vinh Gà mới nhớ ra là Vinh Gà để chia sẻ cho các bạn nó vàng lá hết như thế này này. Đây các bạn nhìn là cái cây nó gần như không còn lá nữa các bạn nhé. Đây Vinh Gà quay như thế này các bạn thấy là cây gần như không còn lá nữa. Nó rụng đến mức như vậy, nó rụng hết đây này. Đấy, kể cả cái cuống nó cũng rụng này. Đó, nó rụng các bạn thấy không ạ? Đó, nó rụng. Nó rụng lá như vậy và đây nó vàng lá này. Còn cây như cái cây hồng leo của Vinh Gà đây, nó đã rụng hết lá rồi. Nó rụng coi như hết lá rồi. Bây giờ nó mới bắt đầu. Đấy, đây các bạn thấy này, nó rụng coi như hết sạch lá luôn. Các bạn thấy có còn cái lá nào đâu. Còn nó vài cái lác đác trên cây. Và sau cái đợt cắt tỉa của Vinh Gà như vậy thì các bạn thấy là bây giờ nó đang lên mầm đây này. Đó, cho các bạn thấy là mầm này. Mỗi một mắt một mầm hồng leo rồi các bạn nhé. Đó, và cái lá vàng vẫn còn một vài cái trên cây này. Đấy là cái tình trạng của cái vườn. Thứ nhất là cái mầm Vinh Gà chăm sóc lên, và thứ hai là cái tình trạng vàng lá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó vàng như thế này. Và nó còn vàng hơn thế nữa. Nó, đây là Vinh Gà vừa xịt nước nó rụng lên các bạn này. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, Vinh Gà xịt nước nó rụng như thế này nhá. Đấy. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đó là cái tình trạng của cái cây hoa hồng vàng lá. Thưa các bạn, là các bạn đã thấy là Vinh Gà chia sẻ các bạn là thứ nhất là ở vấn đề là hôm trước mà bón phân này, đúng không ạ? Bón phân, chăm sóc, cắt tỉa, thay lá cho cây hoa hồng thì những cái điều mà Vinh Gà nói thì nó đang xảy ra rất là đúng. Ở chỗ là gì? Bón phân rồi, cắt tỉa rồi, mầm lên rồi và đang thay lá. Thay lá ở chỗ là gì? Cả một cái vườn của các bạn, có rất nhiều các bạn, cả một cái vườn nó bị vàng lá như vậy. Có một số cây mà khi các bạn trồng ở đất á, trồng ở dưới đất á, thì giờ thì chưa thay lá. Nhưng bây giờ cái cây hoa hồng mà những cái cây trồng trong chậu thì đa phần những cái cây nó sẽ thay lá các bạn nhé. Vì là nó giao mùa và cái tiết trời buổi đêm nó bắt đầu lạnh và bắt đầu có cái độ ẩm trong không khí. Thì cái cây của các bạn nó bắt đầu phát triển, đến mùa phát triển nó thì nó sẽ thay đi những cái lá của mùa hè. Đặc biệt là những cái lá bị bệnh. Có rất nhiều các bạn còn hỏi Vinh Gà là tại sao đến cả cái lá bánh tẻ cũng thay. Thì Vinh Gà nói luôn là những cái lá bánh tẻ đó của Vinh của các bạn ấy là nó bị trong cái thời gian nắng ấy, là nó bị bệnh này, bị khuyết tật này, bị méo mó cái lá. Thì cái tác dụng của nó hoạt động nó rất là kém nên cái cây nó thay đi để lên một lứa mầm mới. Và hoàn toàn sau cái lứa mầm này nếu cây của bạn mà không bị bệnh tật gì nữa thì cái bộ lá của các bạn nó sẽ tròn căng và nó sẽ đẹp. Cái bộ lá nó sẽ giúp cho cái cây của bạn phát triển. Đây là một cái khâu mà để cho cái cây nó chuẩn bị phát triển và các bạn chuẩn bị cho cây để mà cây nó chuẩn bị sức lực để nó nở hoa Tết cho các bạn. Đó là cái điều nó nở cho các bạn một mùa hoa đẹp và nó cho các bạn một mùa hoa chơi Tết đẹp. Đó là cái lý do như vậy. Cho nên tất cả những bạn mà cái cây của các bạn nhá đang bình thường, không bón cái gì nặng, không bị úng nước, sót phân mà rụng lá vàng lá như vậy thì các bạn yên tâm không vấn đề gì cả. Cái điều mà các bạn cần làm là gì? Là chịu khó tưới rửa cây, phun rửa như Vinh Gà vừa phun rửa đây, đúng không ạ? Các bạn phun rửa ở trên cây để làm gì? Rửa sạch cái bụi bặm ở trên những cái mầm non, những cái mầm ống bệnh tật này kia khác nọ ở trên những cái mầm non đó. Đồng thời các bạn lại tiếp tục ngâm cái nước vôi trong. Các bạn nhớ là cho Vinh Gà là ngâm cái nước vôi trong để phun lên, tránh cái bệnh sương mai cho cái dàn lá mới và nó làm khử khuẩn ở trên cái cây hoa hồng của các bạn, trên cái thân, trên những cái búp mầm này, khử khuẩn cho cái cây của bạn nó đảm bảo nó không bị bệnh. Như vậy là được rồi. Còn nếu bạn nào mà không sử dụng nước vôi thì các bạn có thể phun phòng thuốc nấm trong cái thời điểm này là rất quan trọng với cái cây của bạn để nó lên một lứa hoa mới, một lứa mầm mới. Và cái tình trạng mà bị nhăn lá, bị rụt ngọn hay là bị
đen đầu mầm hay là méo mó nụ hoa, hay những cái mầm ngắn ngắn như thế này đã nở nụ rồi, đã kết nụ rồi thì tình trạng đó tới đây là sẽ hết. Mong là quý vị các bạn mà xem được cái video này mà cảm thấy nó hay, thì mà có nhiều người đang thắc mắc thì mong các bạn chia sẻ cho mọi người ở trên các cái nhóm hội để mọi người đỡ phải lo lắng, vì rất nhiều các bạn mới trồng cây hồng hoặc là các bạn thấy một cái hiện tượng lạ như vậy thì các bạn sẽ rất lo lắng và chữa bệnh hay phun thuốc này kia các nọ, thì cái đó không quan trọng các bạn nhé. Các bạn cứ cho nó rụng lá tẹt ra đi các bạn, ít tưới gốc cho mình gà nói thế là các bạn sẽ tưới gốc là chủ yếu là mình tưới ở trên cành, phun rửa cành thôi, còn cái gốc các bạn không cần tưới nhiều nữa, để cho cái cây của các bạn nó tây ra cho các bạn được một cái lứa lá mới này, các bạn sẽ thấy bộ lá của bạn đẹp. Cũng giống như cái cây này của mình cả, các bạn nhìn đây nhá, đây các bạn cũng có thể nhìn này, đó, cái cây này là nó thay lá trước này, và bây giờ cái bộ lá của nó đã như thế này này, đây các bạn này, đó, như thế này, các bạn nhìn thấy nhá, đây là Văn Khôi, mà Văn Khôi là cái thằng chịu nắng kém nhất này, đó, và mầm của nó đây. Và để chứng thực cái lời của Vinh Gà nói ở trong cái video ngày hôm nay là cây nó vàng lá rồi nó sẽ lên mầm, nó thay cái đợt lá, thì các bạn đã nhìn thấy ở những cây này, và đặc biệt bây giờ Vinh Gà sẽ cho các bạn thấy ở một cái cây mà nó rụng nhiều lá nhất. Đây là cái cây mà nó rụng nhiều lá nhất các bạn nhá, thì mầm của nó đây. Đó các bạn thấy không ạ? Nó rụng lá xong nó sẽ lên mầm. Hôm qua Vinh Gà cũng nói với các anh các chị như vậy, mọi người hỏi Vinh Gà thì Vinh Gà cũng nói như vậy. Cho nên các bạn yên tâm, nó nhìn nó cùi hết cả cái cây như thế này luôn, nhưng các bạn yên tâm là chỗ là nó sẽ lên mầm đây các bạn nhìn này. Đó các bạn thấy không ạ? Nên các bạn yên tâm vào những cái chia sẻ, những cái mà Vinh Gà chia sẻ ở đây, các bạn thấy là như ở cái cây này này, nó rụng sắp hết lá rồi và nó đã lên mầm ở đây. Đó các bạn thấy không ạ? Mầm lên rất là nhiều đây các bạn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó lên như thế này thì nó sẽ rụng đi tất cả những cái lá, và vài hôm nữa nó sẽ rụng đi tất cả những cái lá nhăn nhăn như thế này. Rụng bỏ đi để nó nuôi ra một cái lứa lá mới ở những cái mầm mới này đẹp. Cũng giống như cây hồng leo này, bây giờ Vinh Gà các bạn thấy là nó đã rụng hết lá như thế này thì nó sẽ lên một lứa mầm mới này. Hoàn toàn một lứa mầm mới như thế này các bạn nhé. Đây. Đó, nó sẽ lên lại một lứa mầm mới cho các bạn, để các bạn có một cái mùa hoa đẹp. Đó là những cái mà các bạn nên nắm bắt được để đỡ phải lo lắng các bạn nhé. Những người mà thực sự yêu cây hoa hồng thì các bạn nên tìm hiểu về những cái vấn đề như vậy. Như vậy là cái vấn đề thắc mắc của các bạn ở trong cái thời điểm giao mùa này, ở cái chỗ là cái cây bị vàng lá, thì cái điều nó đơn giản như vậy thôi. Thì Vinh Gà chỉ nói với các bạn là thế này, các bạn tiếp tục là gì, phun cho Vinh Gà lấy hai lần cái nước vôi trong nữa, cho cái cây để cho nó sạch nấm. Thì các bạn phun là gì, thứ nhất là chúng ta phun rửa ở trên cành đúng không ạ, phun rửa trên cành để nó sạch cái bụi bặm, những cái dơ bẩn, những cái nhiễm khuẩn hay là bụi bặm ở trên cái cành cây này, trên những cái đầu mầm của cây đó, thì khi cái mầm của các bạn nó mọc lên là nó sẽ không bị nhiễm bệnh từ ngay từ đầu, là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể phun cho Vinh Gà thêm hai lần nước vôi trong. Các bạn nhớ là cho Vinh Gà hai lần nước vôi trong vào lúc mát trời, và nếu nước vôi ngâm được ít nhất là một ngày thì tốt nhất các bạn nhé. Đấy, còn nếu mà giải thích tại sao thì lúc nào Vinh Gà lại nói, chứ bây giờ giải thích như vậy nó dài dòng lắm. Là cái thứ hai là các bạn làm như vậy, và cái thứ ba là các bạn cứ 3 ngày, các bạn nhớ cho Vinh Gà trong cái thời điểm này, nếu trời không mưa thì cứ 3 ngày các bạn phun phân bón lá cho Vinh Gà một lần. Đó là cái các bạn chuẩn bị cho cái cây hoa hồng của bạn vào đầu mùa, cuối mùa hè sang đầu mùa thu nó sẽ đẹp. Đó là những cái điều mà Vinh Gà chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay, cái cách chăm sóc cây hoa hồng trong cái thời điểm giao mùa này là như vậy. Bây giờ Vinh Gà xin phép được tạm dừng cái video đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sắp tới của Vinh Gà. Chúc quý vị và các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, cũng như là thành công trong công việc và chăm sóc được cho mình những cây hoa hồng đẹp.